Dạ ông Sơn xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đến kênh Thu Nguyệt miền Tây nha. Rồi mà ở cái tội biết sao mình chạy dữ không, cái tội hút cái gì lộn, hút cái gì hút trễ à, chuồn rồi cũng ra mồ hôi miếng rồi. Cái tội hút trễ nè, mình đặt cái mấy gặp ở thu qua mà nói sáng nay sớm để thăm rồi mình có cài ổ thức rồi, cái sáng buồn ngủ quá cái tắt ổ thức cái trường này phải đi thăm. Biết sao dạo này chưa có mưa nữa, cho nên là thời tiết An Giang rất là nóng luôn, cho nên là mình sợ mấy con ớt nó nóng quá nó ngủm, nên là mình phải đi thăm. À dạo này á trễ rồi, giờ này mới đi thăm cho chừa cái tội nắng nè, nên là vậy này phải đổi đó, nắng lắm luôn. Thì giờ xương mà ông bà cô chú anh chị bạn đi thăm với mình nha. Lỏng mấy cái nó lỏng ra bây giờ. Nước trên này đang chảy ra kìa. Ui giỏi kìa, lái kìa. Không lẽ giờ đi lần kia xa đó. Đây là đầu tiên của mình nè. Trời ơi, thấy nắng không? Chạy cho phố vô không có hết. Ê, đừng có nói hôm nay thôi, giống bữa nghe không được nha. Hôm bữa cũng quy trang vậy đó. Cuối cùng ra không có con nào hết trơn. Mình hy vọng là hôm nay ra sẽ có hết. Chạy dữ quá trời chạy luôn mà chẳng lẽ không có. Chạy ra sợ nắng. Nắng quá, nó mấy con ếch nó nóng quá. Cái nó mình ngủm chịu không nổi. Này nước lên lúa nè, cho nên là cũng có ếch nhiều. Mình không có nói là có ếch đâu nha. Rồi đó, nó nằm kìa. Ôi con ếch nhạt quá luôn. Một con nữa. Thấy là được rồi, thấy ổng ổng rồi đó. Em kìa. Mà con cái là nó hơi có bụi nha. Nóng hay vậy? Ẩm của tỏi rồi. Một con hết. Đi không? Nước chảy ra kìa, nước trong ghê luôn. Mà công nhận nước này kỳ ghê á, mới hay chảy vô giờ chảy ra không biết đường mà lường. Trong nhiều ôi bự quá à, đó nó thồn. Ôi hai con luôn, còn dưới đây nữa. Ôi bự quá à, ớt này mà lên chiên là còn gì nữa. Cẩn thận, cẩn thận với con ếch đó, đừng có quay đầu lại con. Sợ nó ăn mà cái bụng no nóc luôn á. Nè à, đã quá à, bự quá à. Ớt này mà chiên là thứ gì chịu nổi không? Dạ, có đùi heo không?
Mình vậy chứ ít bự ngon á. Còn con nữa. Đây chị nữ chân dài. Chân dài mà vô. Ý sao cái này là lợp ớt á, thì mình làm bằng cái mồi cá. Cho nên là cá nó hơi sình. Giờ này cá hơi sình rồi. Mỗi lần đi hầm lợp ớt là cái tay thôi là ối rồi ôi luôn. Có ớt bự này xưa. Ớt hả? Wow, có con ớt nữa nè. Đây. Mấy con này ăn hết mọi luôn. Ôi con ớt chút xíu xíu kìa, nhái chi. Ớt thịt con. Ôi nó nhảy tới nổi mà cái mỏ nó đỏ luôn kìa. Tông ra. Ừ. Da chi vậy? Đỡ đi, đỡ người ta lỡ người ta thả nó cho nè. Thả vô nồi vậy. Nè. Ăn chắc không ngon nghiệp. Ăn nó ngon. Ủa nữa. Ông là này nhắc mới nhớ còn con nữa. Nhỏ quá thả luôn rồi. Nè. Còn con nhỏ nè. Thôi đi đi, nữa bự bự đi bắt tiếp. Nắng rồi. Mình nghĩ là tầm 1-2 ngày nó sẽ mưa. Mình là nhà tiên tri tới đón. Nhà tiên tri sẽ nói là chiều nay sẽ mưa. Mà chiều ngày mấy thì mình chưa có biết. Mấy cái nữa. 3 cái rồi. 4 cái rồi. 3 cái mà. 4 cái. Cái đầu tiên có đâu. Ba cái. Nhớ luôn. Để mình tua video rồi coi. Ôi cái này bị ngập luôn kìa. Cái này bị ngập. Ôi. Con ếch gì ba. Con ếch gì ba. Thấy cưng dữ hả. Con nhìn thấy cưng quá nên cho nên là chị sẽ bắt cưng thả vô nồi. Em một ngoài thấy lúc đó đâu. Mắc cỡ con ơi. Nãy ơi cái gì vậy? Nãy giờ nằm dưới nước dưới sao không mấy đi lên rồi. Ôi mắc cỡ trời. Mặt nạch. Không biết con đó là con đực hay con cá nên mắc nết quá. Trời ơi. Không cảm đi. Người ta sợ quá anh thấy. Có ai muốn coi tua lúc đó coi là chuyện gì xảy ra nhé. Hết rồi. Trời ơi. Nắng mệt quá à. Xỉu luôn á. Mà giờ này ở ngoài đồng không có gốc cây gốc cối gì chứ. Nắng quá. Ờ cả nhà biết tại sao mà mình đặt có 5 cái không? Là hồi lúc đó là mình mua tới 10 cái lợp lận. Mà tại vì mình ngoài đồng á cho nên là mình đặt lâu lâu cái bị bắt con cái. Bắt con cái vậy đó. Cho nên cuối cùng còn 5 cái à. Với lại lợp á, có mấy cái lợp nó bị hư cái này nè, mình chưa có sửa nữa. Mà ở ngoài đồng ghê đó. Quá là đặt sau hè không mà không dám đi đèn xa. Đất cái lộn đặt lâu lâu là mắc cái gì đó. Không biết là ở nằm đâu đó, giờ không biết là ở nằm phương trời nào rồi. Chắc nằm ở tới Hà Nội luôn ấy. Cho nên đó thì là mình còn có 5 cái cho nên là mình đặt hết 5 cái.
Thì tổng cộng thì cũng hôm nay cũng bọn nha, hôm nay được nhiều quá. Thế à, lâu rồi mình mới ra đây đặt á. Hôm bữa là mình đặt ở trong kia, đặt ở trong mấy cái giường thù riêng của ba mình á, nhưng mà cuối cùng không có một con nào luôn. Hôm nay á mình chuyển qua ngoài đồng, ngoài đây nè, sau hè ngoài đồng trời nóng quá. Thì cuối cùng là được ớt tương tự, không ớt trong tay nè. Không biết là ớt này mẹ mình sẽ làm cái món gì ăn đây. Một là sẽ chiên, hai là ớt kho. À, cô gái mới được thôi, hơi là ngơi vô không còn con để ăn. Siêu kìa. Ghê quá. Quay qua chỗ khác. Quay bên kia mới được. Giờ mình gom mấy cái lọp này vô lai gai mới được, nắng quá. Vô tắm nè. Quá trời nóng mà, giờ này mà đi tắm xong là hứa gì chịu nổi. Đi vô nha. Giờ mình đi gom lai gai vô nè. Quá là nóng quá. Thấy gầm phụ kìa. Không biết khi nào trời mới mưa đây. Để nữa mình làm một clip cầu mưa. Mưa một cái húi đất luôn. Mưa một cái là hết, đi đâu hết quay được luôn. Ở trong nhà mình quay quay ngắm mưa. Quay một ngày của hôn sương khi chờ mưa ở nhà sẽ gồm những gì? Giờ không có một góc mát nào luôn. Có 5 cái thôi đó mà đi này mệt quá chừng luôn. Ai chờ gì? Chờ cái tội thức trễ. Giờ này mới đi thăm. Nhưng mà bù lại một cái á, là dính được ớt bự thì cũng nhiều quá, cho nên là cũng vui. Tuy là hơi nắng nhưng mà được cái dính ớt nhiều là vui rồi. Mà ớt bự không à, thưởng nóng cho hung xương hai cái đùi ớt chà bá. Ôi đây mát rồi. Đây mình chắc mình ngồi mệt xíu mình đi vô. Ở đây đã rồi. Nó tự đây tổng cộng thì hết 5 cái rồi. Đúng không? Cái này cái chú kia đang ngoài kia cây lúa rồi. À, đấy là dân miền Tây cái lúa. Mệt quá. Sau này có miếng chả đường thì thứ gì chị nói vậy. Có cái giỏng đung đưa đung đưa. Thì này ngoài đây nghĩ nghĩ về xa xăm. Cuộc sống sau này. Cuộc sống sau này như thế nào? Tay vô, vô tắm rồi, ngập quá chảy mồ hôi không biết không. Chứ làm gì có. Thôi cũng nhiều quá. Vô mới được. Vô vô mình làm cái gì ăn đây. Lá bụng quá. Không biết mấy con nữa. Mãi nãy giờ cũng nhiều đó. Đó nhảy rồi. Cũng chắc cũng được 5-6 con á. Ớt bự nè. Vô đưa cho mẹ mặn ớt ăn. Chắc chiên quá. Chiên nó ngon hơn. Chiên nó giòn lắm. Nghĩ mà thèm quá, vô ăn liền mới được. Thèm là phải ăn liền, không ăn là ngày mưa hết thèm. Thôi thì clip tới đây thì Hương Sương xin tạm khép lại nha cả nhà. Thì cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn đã có hết clip. Cả nhà thấy hay thì cho Hương Sương một like, được đăng ký nha. Thì hẹn ông bà cô chú anh chị các bạn clip sau. Xin chào.